Được rồi, chào các bạn, mình là Linh đây. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ đến với một set vua súng. Set vua súng là... Ui, khẩu súng này mới tinh luôn này. Khẩu súng này gần... Đây này, kill đầu tiên luôn này. Ui dồi, liên tục là đấm đâu. Chúng ta sẽ đến với MK14 râu à. Một khẩu râu anh em ạ. Râu xì MK14. Rồi đi luôn nào. Râu xì MK14, Cherry. Đấy, set súng ngày hôm nay thì rất là dòng... Dòng súng điện giật. Ôi, sát thương cực kỳ to luôn. Ui, mấy cái giật thế. Khẩu này thì bắn giật nhưng mà được cái nó sát thương to kìa. Ui ôi. Không được rồi, một kill nữa, một kill nữa. Ui. Ui dồi. Nó lại nhảy vào đầu à, rồi. Top 1 là Ti à. Ti, tí nữa. Chúng ta đến với vũ khí thứ hai cũng là dòng súng sấm sét. Đó chính là RPK Svip. Đấy, ôi chơi mình quên đổi nhân vật nhỏ. Tí nữa nhớ vào mình đổi lại nhân vật nhé. Của đô to với xét súng sấm sét xem nào. Ok. Cứ nó xếp bổ mạng là chết luôn đấy. Này thì 6 nòng đôi đấy. 6 nòng đôi đấy. 9 kill. Tao một đang là 10 thôi. Cách một kill nữa thôi. Một giai đoạn một kill nữa thôi là chúng ta sẽ đến với giai đoạn SMG. À Sniper. Sniper sấm sét anh em sẽ dự đoán là gì đấy. Không ai biết đâu. Chắc chắn là vậy rồi. Làm sao mà đoán được. Xét súng ngày hôm nay thì khẩu Sniper có sấm sét. Rồi ôi, và đó sẽ là Chidori Spec. Rồi, súng tủ của anh già anh em ơi. Liên tục là có mạng đến từ anh già. Rồi, bắn quá cháy đến từ anh già, 13 kill rồi. Nay để làm content chiến thế nhỉ. Bắn trúng một viên đấy. Mày học rồi. Ui dồi. Cố lên nào, 17 rồi nhé, tâm hồn đang 17 rồi. Ui, một viên nữa thôi, đến thôi. Cố lên nào. Không thể cố gã được. Chạy đâu em ơi. Em 14 này. Nguyễn Triệu Linh à, tự nhiên là đang có cao thủ đang trong phòng đấu em ạ. Còn căng lắm. Rồi xong, đấy rồi. LMG, ra đời LMG, chúng ta sẽ vẫn là Chiori. Gần như là dòng súng ngày hôm nay là toàn là Chiori cả. Dòng súng của người có tiền đấy. Ủa bạn chưa 87 kìa. Rồi qua Sniper là ổn. Qua Sniper là có hy vọng em. Ui, không được rồi. Ui rồi. Chờ 94 ạ. Phấn. Cái số nhỏ vẫn đeo bám anh già. Không tha được rồi. Quá nhanh qua súng LMG. Chúng ta sẽ đến với dòng shotgun. Shotgun sấm sét ngày hôm nay thì chính là shotgun Hồ Quang. Cái này hết này. Lại đi em ơi, lại đi lại cốt tiếp này. Ui dồi ôi, mẹ. Á thủ lè cầm 6 đồng đôi à, kinh đấy. Đấy rồi. Đấy, 23 kill các bạn, lo được. Giai đoạn bom thì hy vọng anh em là đừng cầm bom gold với bom Lego nhé. Cầm bom gold với bom Lego thì thua luôn đấy. Đi luôn. Đấy, sao cái thằng Sniper này nó cầm cái khẩu 3Z gold dí mình ngoài. Trừ 87 rồi không cố. Ai cố tràn lại dí anh già. Cay thế nhở thôi. Cái lúc ngày hôm nay thì cũng là một trong những dòng vũ khí rất mới của chiến kích. Con vẹ thằng chó. Lại được một súng gà nữa. Hỏng rồi em ơi. Thử xét đi em ơi. Đi luôn. Ôi. Rồi một mạng này. Thử xét nghe chừng là cũng hơi toang. Nhớ nó. Thử xét hơi bị mạnh đấy. Ok đã. 27 rồi anh em ơi. 27. Trận này mà được top 1 thì ngon. Đây top 1 cố clip luôn. Bom hả? À bom. Né làm sao được em ơi. Ôi trời, bắt hết. Đấy rồi. Một kill nữa. Một kill nữa. Đấy rồi. Đấy rồi. Mình nhầm rồi. Sorry nhá. Không phải bom gold nhá. Rồi. Bom ngày hôm nay thì chúng ta sẽ là thân. Cũng là thân thân đất. Đấy. Siêu bom. Siêu sấm sét.
siêu sấm sét. Mẹ nặng thế. Quả này không khác gì cục tạ cả. Rồi bóp rái luôn rồi. 30 kill. Có lòng với con tem mà khổ quá. Đi luôn. Đi ra đây. Quả này bom này đã chậm chưa? Nổ đứt. À! Bùm. Không chết được người thế mạnh. Cảm giác nó cái yếu yếu thế nào nhỉ? Bom sấm sét rồi, một kill cho anh già rồi. Bom sấm sét double kill. Hay quá. 32-33 anh em ơi. Khoảng cách bây giờ chỉ còn lại một thôi. Ui, giống cái đót. Giống cái đót. Đứng lại. Giống cái đót. Chết đi. Nổ. Ui giời, cũng chết rồi. Ôi, giống cái đót kìa. Ui, 35 rồi, 35 rồi. Ui kìa. Tao 35 rồi anh em ơi. Tôi lên nào. Nó chui vào trong kìa, nó chui vào trong kìa. Thôi tới thôi, nổ. Rồi, 33 rồi. Nổ. Triệu Linh 36 mất rồi, tiêu rồi. Cố lên, cố được bỏ cuốc. Đây rồi, 34 rồi. Nổ. 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 Ui, không chết ai à. Nó chết một mạng đi. Một mạng nữa thôi. Nổ. Nổ. Đấy rồi. Cuối cùng thì anh ra cũng lên đến giai đoạn cận chiến. Nhìn thấy cái cận chiến rồi. Vũ khí đặc biệt nhất và cũng là vũ khí cuối cùng. Đó chính là. Nó là. Né. Né. Ui xôi, double kill. 37 rồi. 37 rồi. À. Bửa vào đầu nó. 38 kill. Ui, hồi đi máu luôn. Nhớ. Ui thôi, sao cái Linh đi thôi. Đi qua đây, đi qua đây. Dragon. Dragon này. Ui giời, 39 rồi. Một kill nữa thôi. 3 người 39 kìa. Một kill nữa, một kill nữa, một kill. Em ơi, em ơi, giống người đó đây. Bao nhiêu? Ui giời ơi. Cần ra nó đen thế. Tí nữa thì được rồi. À. Hỏng luôn đi các bạn. 39 kill em. 3 đứa 39. Một kill nữa thôi. Gục ngã trước cổng thiên đường rồi. Ok, cảm ơn anh em nhá. Đấy, thật cũng nói chung là cũng vui. Được. Một chát súng đánh giá là khá mạnh. Ồ, phát thẻ à? Ôi thật đại, đại phát thẻ luôn à? Nay này nhiều đại thế. Rocket War, Rocket War không chơi được đâu em ơi. Nó lag lắm. Combo lửa đi anh à. Được, một clip này. Combo lửa à? Combo lửa này có cái gì nhỉ? Combo lửa, combo lửa. Combo sấm sét, combo lửa. Chúng ta sẽ chơi nguyên tố à. À đây, ui, đây đúng rồi. Khẩu này em ạ, khẩu này AK lửa đấy. Đấy, thế lửa cháy không? Được, làm trận lửa nữa nào.